你摸几下。 Hình như tháng có mụn lưng nữa đúng không? Dạ. Có gì không? Dạ, cũng bình thường. Bị dính cái gì hay sao vậy? Ừ. Em khai thì có kia nó khai rồi, nó có xài cái gì không mà? Nó xài, em xài nói có đâu. Bị lâu chưa? Dạ, cũng hơi lâu rồi. Hơi lâu rồi hả? Đi bác sĩ xong bị à? Chắc tầm đó đó. Em không biết hỏi tiêm vaccine xong bị không? Ý là nhưng mà sau khi tiêm vaccine xong em mới bị đúng không? Hay là không biết luôn? Em cũng không biết luôn. Rồi biết cái gì? Đi lên bắt mấy tiếng? Em cũng không biết, em chạy, em không có coi. Em không biết đi lên đây mấy giờ nữa. Trời ơi, đi là đi đây hả? Dạ. Hạnh lấy cho miếng bông nhung nước Hạnh. Cái gì đấy, nghiêng nghiêng thôi, nhấc người lên đi. Ý là cái này nó bị lệch, em nằm. Bị lệch hả? Dạ. Chơi Noel mà kiêng bia rượu thì còn gì là vui nữa. Cái gì? Ai nghiện? Lấy hôm qua chị có uống đâu.
của em. Mà mát quá đấy. Mát quá hả? Em mát đấy, bị mát đấy. Ừ, bị chập đấy. Nghiêng 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 thắng. Bị chai nữa không? Nó có bị sưng lên không? Sưng thì mới ra chứ. Vậy là mụn là do ông chứ không phải do mình đánh không ra được. Con lên, con lên.
Bóc bóc ít bông rồi chị ăn. Cởi áo nó được trần chuồng người ta ra luôn á. Cứ đòi cởi áo người ta ra không. Thấy không? Thấy nhỉ? Là chứng tỏ bởi chất không xin nhê gì đúng không? Chung là giờ khóc. Ây da. Trời ơi, cái đó. Xin lỗi thì cái này không cố ý. Cố tình đúng không? Không, không luôn. Không cố ý nữa. Thank you.
nghiêng cái đầu vào. Nghỉ xíu à? Đổi bên đi nghiệp. Cười. Đây. Con chỉ vô lắm hả? Nghiệp quạt đấy. Lạch là nó cao hơn ta. Chị là chuẩn bị. Em đứng được xíu với chị được đâu. Còn cao không? Dạ. Giữ cái chân chị bên đây luôn rồi đấy. Gì mà đưa lên đưa xuống rung lên rung xuống vậy mình đẹp dựng bia một chỗ ấy.
nó hả, là như mụn đó hả? Ừ, thế sao? Cái gì hồi nó đó hả? Nó vừa ra lại khỏi liền rồi, tại chị đã số chậm. Thế bình thường có bao giờ hỏi đâu, tự nhiên bữa nay hỏi thắc mắc thôi. Xem được có ai làm nhỏ à? Chưa hết. Chưa hết say. Dư âm. Đi là không kiểm soát được liền à? Mà đi ra ngoài cái là không kiểm soát được liền à? Uống bất chấp đi. Lúc đầu còn ngại ngại. Ừ, thôi không muốn đâu. Đâu là không muốn. Chí nữa, tới bên. Tới bên đi bác tài rồi. Không, cái thằng kia đi ngủ là đảng luôn á. Tụi gãy. Ghét. Con Hương á? Hương á hả? Con Thương á? Ừ. Ai bảo đi lấy chồng? Chụp ảnh gì ấy. Ủa anh đi đâu ấy? Mới nhá là trời vẫn nhắm. Ủa? Anh em đi tới mụn chứ làm gì mọi người bất ngờ như vậy? Qua thăm hạnh. Ghê. Không cho người ta về nhà là từ chối rồi. Ủa, tự nhiên siêu gì chơi rồi đòi về nhà. Ừ. Em giữ giá xíu đi em. Ủa giá. Sướp sướp. Giá có ăn được không mà giữ. Từ 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 chứ. Chủ cái quay. Ủa em phải quen giờ phải điều đó đi chứ. Ừ. Thì là cái này còn thêm sáng không anh? Tiếng hỏi cà phê em mua cho ly với lại mọi người quán về mà. Ừ. Trả lời ừ. Mình nói ly cho mình nhân số lượng lên.
Uống cà phê xong xay cà phê hồi hộp với 173. Không, em đâu có xay cà phê đâu. Bia xay xay không xay thôi chứ xay gì vậy? Như. Ủa lúc đầu Như làm à? Anh nằm bên giường đi anh. À mà cũng đã ấy đâu. Có chứ, uống mấy con bia trong hộ từ lưu là. Ủa cái gì mà lên nhanh vậy? Tức khuya thì có. Đến mấy giờ sáng? 2 giờ gì đó. Tài nó dậy được chưa anh? Đó, nó về buổi sáng mà. Cái tội gáy. Như nói không được mình ra. Cái tội gáy cho chừa. Tại sao? Sao mà để được? Nó phải đi theo tay em chứ. Tay em đâu phải để một chỗ đâu. Thì hôm nay là quay dĩ anh mà em thấy nó chưa đủ sắc nét chứ là nó không đủ sáng đó. Quay dĩ em hỏi anh đó. Nó vẫn bị rung rung. Thì đấy. Cái này trong người bà không chứ không có đây thôi chứ tìm đâu. Cái này bà để đâu không? Sáng mấy giờ anh mới dậy? Dậy sớm ngay. Chị ăn gần 10 giờ kìa. Không kêu là không biết được dậy luôn. Chị ăn qua say mà. Say không? Say không nhớ gì luôn. Sáng dậy mà còn ngáo ngáo. Nãy còn thấy ngáo mà. Vậy là anh tưởng đỡ hiểu cho mặt buổi sáng ngáo ra nào. Không. Không bằng không uống rượu. Này không quay bằng nào vậy? Cái đọc của nó hay quay bằng rượu gì vậy? Cái mặt trận đó, cái này chưa cài, tại hôm qua cài 12 đó. Tính ra cái này là chuyên quay luôn đấy nghiệp. Hôm qua là thử cho cái kia phải không? Hồi quay xong này đi em coi. Để như thể quay xong nó để cái logo luôn đó. Oh yeah. Rồi. Bên này có bị không trời? Thấy chưa? Ủa Vân. Vân không thấy hả? Gớm vậy mà đi tìm giống như kiểu mà cái quý lắm á trời. Em tưởng là cái gì quý lắm luôn. Thật luôn á. Vâng. Sao giống người ta hả? Giống bữa ấy vậy.
Mày đè trên đầu chị mày đi. Em nói em không có cố ý mà. Cố tình không cố ý. Anh Lập có làm gì không ạ? Làm bao nhiêu ấy? Chút. Em nằm giường chơi anh. Nó hết thấy gì luôn. Từ oh yeah. Cố lên, cố lên. Cái này đều là xong. Xong rồi mặt chị. Em mụn như thế luôn á. Rồi. À, mặt chị quay sát mặt chị luôn để thấy mụn. Mặt em đâu có mụn đâu. Em bị sai vậy. Sao rồi hả? Nè khuôn nè. Mặt nó phê. Cái gì vậy? Rồi.